là người được giác hôm nay. Tớ thì sao? Tôi rất thất vọng với cô ấy. Chỉ có mỗi việc đổ rác ở cửa hàng thôi mà cô ấy cũng quên. Mà trong khi lịch đổ rác là của cô ấy. Tớ đã bảo hôm nay trái việc đổ rác là việc của cậu. Ew, tớ quên mất. Nè. 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 Tớ quên mất. Tại sao tớ phải làm công việc này? Tớ có được trả lương để làm những cái điều này đâu. Thế cậu được trả lương để làm gì? Để làm nhân viên bán hàng. Sao cậu cứ phải quan trọng cái điều này thế nhỏ? Thế chương trình giảm giá 50% toàn bộ cửa hàng tại 490 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Trung Hà Nội, cậu đã bán đơn hàng nào chưa? Tại sao cậu cứ quan tâm việc là tớ bán được đơn hàng nào chưa thế? Tôi thấy rất chi là buồn. Cô ấy bắt đầu khóc lóc và nghi mình là người bị hại. Cái việc khóc lóc ở đây nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Mà từ nay đến giờ cô ấy vẫn cứ khóc. Thôi, tớ xin lỗi của cậu. Nhưng mà cậu vẫn phải đi đổ rác. Cậu có biết là tớ làm việc ở đây áp lực như thế nào không? Mà cậu chỉ quan tâm đến việc bán 49k một sản phẩm hả? Thôi được rồi, tớ sẽ tự đi đổ rác. Ok, được thôi.